Chào các bác nhá, em test cái bộ Wii cho bác Thịnh ở Thái Nguyên. Đây bộ của bác đây, bác đặt cái bộ một cái bộ gần như là đầy đủ hết các phụ kiện rồi. Gồm có thân máy này. Đây là thân máy nha, máy này đã hack rồi nha. Đấy. Đây là cái sensor bar này. Sensor bar nó để nó nhận cái tín hiệu từ cái tay ấy. Đây, sensor bar thì bác nó có cái dây gắn vào cái chỗ màu cam này. Đấy, đấy là dây gắn sensor bar. Tiếp nữa là cái cục nguồn này. Đây cục nguồn này, rắc nguồn này. Rắc nguồn thì sẽ cắm ở đây. Đấy, cắm như thế. Một cái cục chuyển từ cái Wii sang HDMI này. Đấy, cái cục đấy thì cắm ở đây. Sau đó thì cắm cái dây HDMI vào. Đấy, cắm dây HDMI vào đây. Và đầu bên kia thì cắm vào TV. Đấy, thêm cái cục này thì hình ảnh nó sẽ nét hơn, nó sáng hơn này. Tiếp nữa là một cái USB game này. USB game 32GB nhá. Em đã cóp sẵn các cái loại game ở trong này rồi. Đấy, USB game thì bác cắm vào cái cổng USB này nhá. Cắm cổng phía dưới nhá. Không cắm cổng phía trên, cắm cổng phía dưới. Cổng phía dưới nó mới truyền tín hiệu, truyền dữ liệu. Ở trên nó chỉ có nguồn thôi. Đấy là USB game. Trong này nó có rất nhiều game vận động, rồi bắn súng, đua xe, rồi cả game net nữa. Game 4 nút ấy. Rồi đây là cái thảm nhảy này. Thảm nhảy nhá. Đây thảm nhảy thì cái thảm này là bắt buộc phải cắm dây này. Đấy cái rắc của cái thảm nhảy đây. Và cắm vào đây. Cắm vào cái cổng số 1 nhá. Cổng đầu tiên này này. Đấy. Nếu có nhiều thảm thì sẽ cắm lần lượt đây, nhưng mà có một thảm thì bắt buộc phải cắm vào cái cổng đầu tiên này. Đấy. Đấy là thảm nhảy. Em game em cóp cả các cái trò nhảy nhót nữa rồi. Rồi bây giờ đến lượt tay này. Tay thì có hai tay nhá. Hai tay màu đen luôn, chọn hai tay màu đen. Đây là hai cục nan chắc này. Nan chắc thì em chỉ còn mỗi cái nan chắc màu đen thôi, còn màu đen còn mỗi cái thôi. Em ship cho bác cả màu trắng. Đấy rồi nan chắc này thì sẽ gắn vào cái tay này này. Đấy, một số game nó yêu cầu phải gắn cái cục nan chắc này nào vào nó mới cho chơi. Đấy, gắn vào cái tay. Tháo ra thì bóp hai bên này nó rút ra. Đây là nan chắc. Đây là cái silicone nhá, silicone để bọc tay này. Đấy, em tặng luôn hai cái silicone để bọc tay nhá. Cầm cho nó đỡ trơn, mồ hôi ra nó không bị trơn. Đấy là tay. Và hai vô lăng này. Đây là hai vô lăng. Vô lăng, thực ra cái vô lăng này nó chỉ để gắn cái tay remote này vào thôi này. Đấy, gắn như này vào để lái xe này. Nó cũng không có cái mạch miếc gì trong này cả. Nó chỉ là cái gá vào thôi. Đấy là vô lăng. Đấy, gá vào như này. Tháo ra thì ấn cái lỗ này, nó có lỗ này, ấn vào này, tháo tay ra. Đấy kia tương tự. Hai vô lăng. Chọn là hai vô lăng màu đen luôn. Còn đây là súng nhá. Hai của súng. Súng này thì nó cũng giống vô lăng, nó chỉ là gá cái tay vào thôi. Chứ nó không có mạch miếc gì ở trên cái đấy, súng này cả. Em sẽ lắp thử cho. Đây, súng thì lắp như này. Gá cái tay vào này. Đấy. Ở đây nó sẽ gắn cái nan chắc này. Đây, gắn cái cục nan chắc như này. Đấy, gắn như thế xong rồi. Nan chắc này. Sẽ gắn vào tay. Đấy, cầm súng lại sẽ như này. Đấy, cầm như này. Đấy, lái này. Đây là bóp cò này. Bóp cò này nhé. Đấy. Tùy từng game. Đấy, đấy là súng. Tháo ra thì bác giữ cái lưỡi này này, xong rồi nhấc lên, nhấc này. Đấy, nó có cái gờ này để nó giữ cái tay lại. Đấy là súng.
rồi em để qua đây, bây giờ em sẽ bật máy em test cho bác nhé. Lắp USB game này. Cái này là cái chuyển HDMI này. Thanh cảm biến sensor 3 này. Và đây là nguồn. Đây rồi. Cắm lên TV luôn. Vì là nó nhiều phụ kiện lắm. Nguồn này. Cái rắc của Huy này thì không sợ cắm nhầm, rắc nào nó đi rắc đấy đâu. Không có cắm nhầm đâu. Tay thì bác về bác phải mua pin lắp vào nhá. Em không kèm pin đâu. Bác phải mua pin, pin con thỏ, nó chạy pin con thỏ ấy. Nhưng mà tốt nhất bác mua cái pin sạc ấy, để nó tiết kiệm, nó kinh tế hơn. Dùng hết lại sạc, hết lại sạc. Và pin con thỏ nó hay bị chảy nước lắm. Đây, em toàn xài pin sạc hết. Đấy, bây giờ bật máy thì có hai cách. Một là bác bấm cái phím power này. Đấy, tay đã kết nối với máy rồi, bấm phím này là nó tự động nó bật máy thôi, hoặc là bấm cái phím nguồn ở trên thân máy này. Đấy, cái sensor bar này thì nhớ là để hướng về người chơi nhá, mà không có cái vật cản gì đằng trước. Rồi, tay này là nó sẽ nhận tay số 1. Đấy, tay nào bật đầu tiên nó nhận tay số 1. Đấy, nó có một cái dấu chấm này. Cái này nó có thể nhận được 4 tay cùng một lúc nhá. Đây, để em lắp tay số 2 vào, pin tay số 2 vào. Đây, tay số 2 đây. Tay số 2 này cũng kết nối rồi, bấm phím bất kỳ để cho nó bật lên thôi. Đấy, này nó báo cái lượng pin này. Đấy, xong nó nhận cái đèn số 2 nó sáng. Còn tay này tay 1. Đấy, như thế. Rồi thì đây là cái giao diện của Wii, menu của nó đây. Để mà chơi game Wii thì bác chọn cái ứng dụng này này, USB Loader GX. Bấm A để chọn nhá, bấm A trên tay để chọn. Đấy, rồi bấm Start. Đấy, nó có cái con trỏ chuột ấy, tay là tay không dây. Đây, đây là cái danh sách game này. Ổ này USB này 32GB nhá, có 18 game. Em cóp 18 game. Đủ các loại game đấy. Nhảy này, đây là trò nhảy này, dance là nhảy này, để chơi thảm ấy. Rồi mấy cái trò sport này. Trò này được cũng đan này. Trò bắn súng này. Bắn súng đây. Iron Man này. Cái này là Call of Duty 3 này, là bắn súng này. Chicken Barter là cũng bắn súng này. Đấy, mấy trò bắn súng đấy. Trò này là trò tennis này, Virtua Tennis này, Just Dance này, trò nhảy này, Mario Kart này, trò này đua xe này, đua xe Mario này, Mario Party này, Wii Sport này. Đấy, 007 này cũng trò bắn súng này. Đấy, nó được ngần đấy chứ game, nó đầy cái ổ rồi. Đấy, bây giờ em sẽ thử một cái game nhá. Đây, em hay thử cái game Virtua Tennis này này. Đấy, bấm chọn, xong bấm chọn Start. Đeo dây vào. Đấy, chơi phải đeo dây vào, đeo cổ tay ấy. Xong là khóa nó lại. Đấy, để nhỡ mà mồ hôi ra mình văng này, nó không bị tuột tay nó.
nó phi cái điều khiển vào cái tivi là nó vỡ tivi. Đấy, vào game nó yêu cầu bấm phím A và phím B đồng thời cùng một lúc này. Thì đây là phím A. Trên này là phím A, còn dưới này là phím B nha. Cái cọ này là phím B này. Bấm đồng thời cùng một lúc. Đấy. Ok. Play này. Đấy, play, player, ví dụ như chơi 2 người thì chọn 2. Mấy cái này là cái chọn game thôi. Ready. Đây là chọn nhân vật này. Tay 1. Đây, hai. Đấy, con hình cái ngón tay nó có hình số 2 này. Đấy, còn đây là số 1 này, màu xanh là số 1, màu đỏ số 2. Đây. Đây là nếu thuận tay trái hay tay phải này. Màu xanh là số 1 nhá, tay số 1 này. Còn màu cam là tay số 2. Đấy, thuận tay trái hay tay phải. Phải thì R. Trái thì L, xong rồi ready. Rồi. Để lui ra thử cho bác chưa xem. Tung lên này. Đấy. Hụt muộn quá là trượt. Muộn này sớm đều trượt hết. Ồ. Đấy, đại loại là thế. Rồi, để về menu thì bấm cái phím home này, màu xanh này, phím home này. Đấy, xong chọn view menu. Yes. Nó sẽ quay về cái menu chính của view. Đấy, đấy là game view nhá. Còn em có cóp thêm cái game 4 nút ấy thì bác vào cái ứng dụng này này, Nintendo này. Đấy, xem chọn Start. Đây, danh sách game 4 nút đây. Có khoảng hơn 700 game, 713 game. Đấy, list này. Bác thích chơi game gì thì chọn game đấy luôn. Mario tăng rồi Contra đấy. Ví dụ thử Mario nhé. Super Mario Kart này. Ví dụ chơi 2 người thì bấm phím trừ này. Đấy, bấm không trừ này để nó xuống hai người, bấm phát nữa thì nó lên. Để start game thì bấm cái dấu cộng này. Đấy, chơi cái này thì phải xoay ngang cái tay ra. Đấy, đi này, phím dấu cộng là đi này. Đấy, hai là nhảy này. Đấy. Rồi, còn phím một là phím bắn đạn, tí nữa ăn được đạn thì mới tác dụng. Đây còn nấm mạng này. Đấy, ăn đạn này. Bấm phím 1 và bắn. Đấy, thế thôi. Bấm home để về. Main menu. Ok. Rồi exit. Đấy, thế thôi. Đấy là cái cách sử dụng. Chơi game Wii thì bác vào đây, USB loader này. Đấy, có cả ngần đấy game, bác về bác trải nghiệm nha. Em không thể test hết tất cả game được, mất thời gian. Đấy, có hai trang này. Đấy, sang trang thì bấm dấu trừ hoặc dấu cộng này, dấu cộng nó sang bên phải này. Dấu trừ thì sang bên trái. Đấy là lật trang. Đấy, thế thôi. Tắt máy thì giữ lì cái phím power này một lúc là nó tự nó tắt máy thôi. Đấy, tắt máy. Đấy, em ship cái bộ này cho bác nhá. Gồm một thân máy này, hai tay, hai nunchuck, hai súng, hai vô lăng với cả một cái thảm nhảy. Em vẫn còn nhiều nhá, bác nào cần thì cứ comment dưới video. Chào các bác.